Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo polo, đồng giá các sản phẩm là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm. Toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên là sành Lucy xin được giới thiệu đến quý chị, đây là một thiết kế áo polo chính hãng của thương hiệu Tommy. Em này chất liệu sẽ là chất vải cốt tông dày dặn, lên phông dáng rất là chuẩn chỉ cho quý chị. Và cái chất vải này nó có cái độ thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị có thể là sử dụng trong cái thời điểm nắng nóng hiện tại. Em này thì sẽ có mã là A232, chiều dài là 63, ngang là 55,5 và vai thì sẽ là 45 cm. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng là 65 đến 70 kg là các bạn có thể mặc vừa. Thiết kế tông tối mọc nên là rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Em này cái phần cổ áo nó sẽ thiết kế cái tông màu khác đi một chút và cái sản phẩm này của mình thì sẽ là được gia công và sản xuất tại India. Để cho các bác chúng ta coi tag mark chính hãng của thương hiệu Tommy này, mã sản phẩm của mình thì sẽ là A232 và độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo thiết kế tông tối màu. Em này thì sẽ có mã là A233, chiều dài của sản phẩm là 69, ngang là 45 và vai là 42 cm. Size S cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh từ 55 đến 60 kg thì các bác có thể lựa chọn em này. Để cho các bác chúng ta coi một vài cái thông số nó có sẵn ở bên trên sản phẩm này. Chất liệu thì là 100% chất liệu cốt tông, gia công và sản xuất là tại nước Anh. Đó, và mã của sản phẩm của mình thì sẽ là A233. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo tông màu trắng. Em này thì sẽ có mã là A234, chiều dài là 61, ngang là 49 và vai là 41 cm. Size M cho các bác xung quanh từ 60 đến 65 kg có thể lựa chọn em này. Một vài các cái chi tiết như là cổ áo này cũng như là tay áo, người ta thiết kế có thêm một vài các cái đường viền, trông cái sản phẩm áo của mình nó trẻ trung năng động hơn rất là nhiều. Và cái chất liệu của sản phẩm thì cũng là chất vải cốt tông, hàng rất là đẹp nên là các bác chúng ta cứ yên tâm. Nhà sành Đồ Duy cam kết với mình toàn bộ đều là hàng chính hãng hết này, tem mác tác mác đầy đủ. Mã sản phẩm sẽ là A234 và thông số thì nhà sành Đồ Duy sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Em này thì độ mới rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế áo với tông màu cam. Cho quý chị nào chúng ta yêu thích những cái tông màu trẻ trung, những cái tông màu nổi bật một chút thì có thể lựa chọn em này. Mã sản phẩm của mình là A235, chiều dài là 69, ngang là 55 và vai là 46 cm. Size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị chúng ta bình thường vẫn mặc size L, hoặc là các bác có cân nặng từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn em này. Thiết kế form suông rộng rãi thoải mái và chất liệu của mình cũng là chất vải cốt tông. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cho bác nào yêu thích những cái tông tối màu hơn một chút có thể là sử dụng cái sản phẩm này. Tông màu chủ đạo của nó sẽ là tông màu xanh than. Em này là một sản phẩm áo chính hãng đến từ thương hiệu Eddie Bauer. Mình có một vài cái thông tin ở đây, 100% là chất liệu cốt tông này. Mã sản phẩm sẽ là A236, chiều dài là 67, vạt sau là 62, ngang là 55 và vai là 45 cm. Size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70 kg là có thể lựa chọn. Em này cũng là một sản phẩm áo thiết kế form suông rộng rãi thoải mái. Và với cái tông màu xanh than này cũng nằm trong top những cái tông màu được các bác sử dụng, lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Với cái tông màu này thì mình có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo họa tiết kẻ. Em này thì cũng là một sản phẩm áo chính hãng đến từ thương hiệu Tommy. Và cái sản phẩm này thì được gia công và sản xuất tại Việt Nam luôn này. Mã sản phẩm sẽ là A237, chiều dài là 62 và sau là 64, ngang là 42 và vai là 40 cm. Size S cho các bác xung quanh từ 55 đến 60 kg có thể lựa chọn. Và cái form dáng của sản phẩm này nó sẽ hơi ôm một chút nên là bác nào muốn mặc cái form dáng nó gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là cái sự lựa chọn là rất là hợp lý này. Các bác có thể là sử dụng em này mình mặc đi chơi đi làm. Em này thì độ mới rất là cao, mã A237. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo đen. Với cái chất liệu của sản phẩm này nó sẽ là chất vải thể thao rất là đẹp luôn, họa
tiết kẻ ngang, và đặc biệt là cái sản phẩm này độ mới rất là cao. Mã sản phẩm là A238, chiều dài là 69, ngang là 52 và vai là 46 cm, size L cho quý anh chị xung quanh từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn. Em này tông màu đen nó là tông màu truyền thống rồi, bác nào cũng có thể sử dụng được. Và với sản phẩm này thì không những quý anh chị có thể mặc hàng ngày này, mặc đi chơi đi làm, các bác còn có thể lựa chọn để chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok luôn, vì là cái chất liệu cái này nó là cái chất thể thao, các bác mặc rất là thoáng mát dễ chịu. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là A238 này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo polo họa tiết chấm bi. Em này là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo, đây là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Mã sản phẩm là A239, chiều dài là 64, ngang là 46 và vai là 40 cm, size S cho các bác từ 55 đến 60 kg thì có thể là lựa cho em này, cũng là một con áo rất là lịch sự, rất là nhã nhá. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo tông màu đen họa tiết kẻ ngang luôn. Em này của mình thì sẽ có mã là A240, chiều dài là 65 và ngang là 52, vai của chiếc này thì sẽ là 42 cm, cũng là size L này. Bác nào mà thường mặc size L thì mình có thể là lựa ngay em này. Thiết kế tông màu đen rất là dễ mặc, dễ dùng, và cái chất liệu của mình cũng là cái chất vải rất là mềm mịn thoáng mát. Chất liệu của này sẽ là chất vải không nhá, các bác giặt rũ máy giặt thoải mái cho mình, không lo chất liệu nó bị bài bị nhão. Mã sản phẩm sẽ là A240. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con áo tông tối mọc, thiết kế tông màu xanh than. Mã sản phẩm là A241, chiều dài là 62, ngang là 52 và vai là 41 cm. Chiếc này thì sẽ có size M cho các bác mình thường mặc size M, hoặc là mình có cân nặng từ 60 đến 65 kg là có thể lựa cho em này. Một quần áo thiết kế rất là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể lựa mặc đi chơi em đi làm. Em này thì độ mới cũng rất là cao luôn, nên là bác nào chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay chốt đơn với nha, sản phẩm gì mã A241. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo tông màu xanh than. Đây là một thiết kế áo chính hãng của nhà Uniqlo, với mã sản phẩm là A242, chiều dài là 64, ngang là 54 và vai là 43 cm. Chiếc này thì sẽ có size là size L này, các bác nào từ 65 đến 70 kg thì mặc em này rất là đẹp luôn. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải cốt tông, thấm hút mồ hôi rất là tốt, mã A242. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây cũng là một thiết kế áo chính hãng nữa của nhà Uniqlo. Em này thì phần cổ áo và tay áo thì sẽ là có thiết kế đường viền, nên là cái sản phẩm của mình trông nó rất là lịch sự, nhã nhặn và cũng không kém phần là trẻ trung năng động. Em này thì sẽ có mã là A243, chiều dài là 66, ngang là 47 và vai là 41 cm, size M cho quý chị xung quanh từ 60 đến 65 kg có thể lựa cho em này. Và cái sản phẩm này của mình thì độ mới rất là cao, nên là hy vọng các bác cũng không bỏ lỡ qua cái sản phẩm này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo họa tiết kẻ, lại cần một chút để các bác có thể là coi cận chất cận màu cũng như là kỹ hơn các cái chi tiết của sản phẩm. Ngực áo có một cái túi vuông nhỏ này, và đây cũng là một thiết kế áo của nhà Uniqlo. Mã sản phẩm của mình là A244, chiều dài là 60, ngang là 46 và vai là 41 cm, size S này các bác từ 55 đến 60 kg là có thể vừa vặn với sản phẩm này. Em này thì độ mới cũng rất là cao. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo của nhà Uniqlo, được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Em này có mã là A245, chiều dài là 68, ngang là 47 và vai là 42 cm, size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg có thể vừa vặn với em này. Thiết kế form dáng rất là đứng form, chuẩn form này, và độ mới rất là cao. Bác nào mà yêu thích tông màu xanh than nữa thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này, suông trơn đơn giản, rất là dễ mặc dễ dùng, mã A245. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo polo tông màu ghi, và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Em này thì sẽ có mã là A246, chiều dài là 66 và sau là 68, ngang là 49 và vai là 41 cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là size M. Em này thì độ mới cực kỳ cao luôn, và cái tông màu của sản phẩm thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Họa tiết kẻ thì nó là cái họa tiết cơ bản rồi, mặc em này thì cũng rất là trẻ trung này. Bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm sản phẩm áo polo mình mặc hàng ngày cũng như mặc đi chơi đi làm thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Mã sản phẩm của mình thì sẽ là A246, chất liệu là 100% chất vải cốt tông. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm nữa, cũng là một con áo polo họa tiết kẻ ngang, lại gần một chút để các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm luôn. Em này thì sẽ có mã là A247, chiều dài là 65 và sau là 66, ngang là 48 và vai là 39 cm, size M cho các bác chúng ta lựa chọn. Em này cũng là một cái sản phẩm thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này, lên form dáng
dáng rất là chuẩn chỉnh, đó họa tiết kẻ ngang rất là đẹp mắt. Mã sản phẩm thì sẽ là A247. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo polo thiết kế tông màu ghi. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, cũng là được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Bác nào mà yêu thích các cái sản phẩm không có quá nhiều họa tiết thì có thể là cân nhắc lựa chọn cho mình cái sản phẩm này của nhà Uniqlo. Mã sản phẩm là A248, chiều dài là 59, ngang là 52 và vai là 45cm, size XO này. Với sản phẩm này thì quý chị từ 55 đến 60kg là có thể vừa vặn rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo polo tông màu xanh than. Em này thì cũng là một con áo của nhà Uniqlo luôn. Ngày hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều các sản phẩm áo chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo. Và những cái sản phẩm của nhà Uniqlo thì các bác không bao giờ phải lo về chất lượng, chất liệu sản phẩm rồi. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là A249, chiều dài là 68, ngang là 52 và vai là 41cm. Size L cho các bác có cân nặng xung quanh từ 65 đến 70kg thì có thể là lựa chọn em này. Thiết kế suông chơi đơn giản với chất vải cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo họa tiết kẻ với tông màu hồng nhạt. Em này thì sẽ có mã là A250, chiều dài là 68, ngang là 54 và vai là 46cm. Trước ngực áo thì có thêu tên cũng như là logo của thương hiệu. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thường mặc size L, hoặc là quý chị có cân nặng nằm trong khoảng từ 65 đến 70kg là có thể vừa vặn với em này. Độ mới rất là cao và cái tông màu của em này thì cực kỳ đẹp luôn. Tông màu không hề kém người dùng một chút nào. Form dáng của sản phẩm là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái với chất vải là chất cốt tông mềm mịn thoáng mát, thấm hút mồ hôi rất là tốt này. Mã A250. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với cái tông màu khá là sáng. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Liên Bắc, với mã sản phẩm là A251, chiều dài là 63, ngang là 51 và vai là 46cm. Size M cho quý chị xung quanh từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Bác nào yêu thích họa tiết kẻ thì đây sẽ là cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý cho mình. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì cũng là một con áo với cái tông màu khá là tươi sáng này. Các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm luôn. Với cái sản phẩm này thì sẽ có mã là A252, chiều dài là 67, ngang là 47 và vai là 43cm. Size của em này thì sẽ là size M cho các bác xung quanh khoảng là từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Và sản phẩm của mình thì độ mới cũng rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con áo thiết kế họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm sẽ là A253, chiều dài là 69, ngang là 55 và vai thì sẽ là 44cm. Size của sản phẩm sẽ là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn em này. Thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này. Mã sản phẩm của mình sẽ là A253. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế của nhà ST Scott. Sản phẩm này có mã là A254, chiều dài sản phẩm là 66, ngang là 53 và vai là 46cm. Em này có size là size MO. Bác nào yêu thích những sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên thì đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Chất liệu của mình thì cũng là chất vải cốt tông. Trước ngực áo có thêm một cái túi vuông nhỏ cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và bên trên túi thì sẽ là thêu tên cũng như là logo của thương hiệu. Mã sản phẩm là A254, em này thì độ mới cũng rất là cao. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo này, một thiết kế áo với tông màu ghi, với độ mới thì cũng rất là cao. Em này thì sẽ có mã là A255, chiều dài là 65 và sau là 68, ngang là 51 và vai thì sẽ là 49cm. Size M các bác xung quanh từ 60 đến 65kg là có thể lựa chọn em này. Với chất liệu của mình là chất vải cốt tông dày dặn, các bác chúng ta mặc lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình luôn. Độ mới thì rất là cao, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu YSL. Chúng ta có logo của thương hiệu thêu trước ngực áo này. Bên trên này là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã sản phẩm là A255. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo với tông màu nâu nhạt. Đây là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Golden Bear. Em này sẽ có mã là A256, chiều dài là 58, ngang là 50 và vai là 45cm. Size SO cho quý chị có cân nặng từ 55 đến 60kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Trước ngực áo có một cái túi vuông nhỏ và bên trên túi áo sẽ là hình thêu logo đặc trưng của thương hiệu Golden Bear. Các bác có thể là coi một chút mặt sau này. Nhìn chung là cái sản phẩm này màu sắc rất là đẹp, cái màu nó cũng rất là đơn giản thôi, để cho các bác có thể là chúng ta dễ dàng phối chung với các cái trang phục khác nhau. Mã sản phẩm là A256 cho quý chị nào chúng ta thường sử dụng ở những cái sản phẩm áo size S, hoặc là các bác có cân nặng từ 55 đến 60kg
60kg có thể vừa bạn với em này. Mình cũng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một sản phẩm áo họa tiết kẻ ngang. Em này thì sẽ là một con áo chính hãng của thương hiệu Mark Rego. Thương hiệu này thì đã được ra đời từ năm 1921. Sản phẩm của mình sẽ có mã là A257, chiều dài là 62, ngang là 52 và vai là 45cm, cũng là size XO luôn. Và thường những cái size O thì cái bề ngang nó sẽ rộng hơn một chút này. Các bác nào chúng ta từ 55 đến 60kg yêu thích những cái sản phẩm áo form rộng rãi thoải mái thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Tông màu này cũng rất là trẻ trung để cho các bác có thể sử dụng mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi lang. Mã sản phẩm của mình là mã A257. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo polo tông màu đỏ, họa tiết là suông trơn đơn giản. Em này thì sẽ có mã là A258, chiều dài là 68, ngang là 51 và vai là 42cm. Size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg có thể là lựa cho em này. Đặc biệt là các bác nào yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì lựa những cái con áo polo màu đỏ mà cũng rất là đẹp luôn. Em này chất liệu thì sẽ là chất vải không nhăn. Với cái dòng chất liệu này các bác mặc rất là bền này, và thứ hai nữa là mình giặt giũ thoải mái, cũng không lo chất liệu bị bay bị nhão. Mã sản phẩm của mình sẽ là A258 với độ mới rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo polo chính hãng của nhà Uniqlo. Em này thì được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã sản phẩm là A259, chiều dài là 62, ngang là 49 và vai là 37cm. Size của sản phẩm sẽ là size M cho các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Thiết kế form suông rộng rãi thoải mái, em này lựa mặc đi chơi đi làm thì rất là đẹp luôn. Mã A259. Và mọi thông số thì nhà sản xuất sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu đỏ rất là đẹp này, màu sắc rất là tươi tắn trẻ trung. Mã sản phẩm là A260, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 44cm. Size của sản phẩm này sẽ là size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Cũng là một sản phẩm áo thiết kế form suông rộng rãi thoải mái và em này độ mới rất là cao. Nên là bác nào yêu thích những sản phẩm đặc biệt là tông màu đỏ thì nhanh tay lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Quý chị chúng ta nhận hàng về mình rất là ưng ý sản phẩm luôn. Nhà sành đồ chị bao chất cho mình, em này chất liệu cũng là chất vải cốt tông. Mã sản phẩm sẽ là A260. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo phối mọc giữa tông màu ba màu này, xanh than, xanh rêu và tông màu vàng. Em này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm là A261, chiều dài là 69, ngang là 52 và vai là 47cm. Size L cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh từ 65 đến 70kg các bác có thể lựa cho em này. Sản phẩm này của mình thì 100% cũng là chất liệu cốt tông luôn. Thiết kế thì rất là trẻ trung năng động để mình có thể mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Ngực áo thì có cho anh chị là một cái túi vuông nhỏ ở đây. Độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Mã A261 này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì tông màu chủ đạo sẽ là tông màu đen. Ngoài ra có thêm một vài các cái đường viền thiết kế ở trên vai áo và tay áo. Mã sản phẩm là A262, chiều dài là 78, ngang là 51 và size của sản phẩm này sẽ là size L cho quý chị có cân nặng xung quanh từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Nhìn chung là cái tông màu đen này thì cũng rất dễ để cho các bác chúng ta sử dụng, mình có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo họa tiết kẻ ngang với tông màu là tông màu ghi. Em này sẽ có mã là A263, chiều dài là 57, ngang là 50 và vai là 43cm. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh từ 55 đến 60kg có thể vừa bạn với em này. Form dáng của sản phẩm cũng rất là rộng rãi thoải mái và độ mới thì rất là cao, nên là các bác chúng ta nhanh tay chúng ta lựa chọn tag mark đầy đủ chính hãng này. Mã sản phẩm của mình là A263. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo tông màu xanh dương với chất liệu là chất vải thể thao rất là mềm mịn thoáng mát. Mã sản phẩm của em này là A264, chiều dài là 70, ngang là 55 và vai là 48cm. Size L cho quý chị xung quanh từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Cũng là một con áo thiết kế form suông rộng rãi này. Ngực áo thì sẽ có cho chị là một cái túi vuông nhỏ. Em này thì cũng không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Mã sản phẩm của mình là A264. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế áo đến từ thương hiệu Edwin, một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Sản phẩm của mình là một con áo suông trơn đơn giản với tông màu đen. Mã sản phẩm là A265.
Và thông số của sản phẩm như sau: chiều dài là 81, ngang là 49 và vai là 44 cm. Size L cho các bác xung quanh từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn em này. Đặc biệt là quý anh chị nào yêu thích các cái sản phẩm thiết kế phong cách tối giản thì một con áo polo tông màu đen sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho mình. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo polo với tông màu trắng. Em này thì sẽ là một con áo họa tiết kẻ sọc, độ mới rất là cao. Mã sản phẩm là A266, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai là 41 cm. Size M, các bác bình thường vẫn mặc size M hoặc là mình có cân nặng xung quanh khoảng 60 đến 65 kg thì có thể là yên tâm vừa mặc với em này. Một thiết kế áo polo rất là trẻ trung để các bác có thể sử dụng mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã A266 này. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo với tông màu xanh. Nó sẽ là một thiết kế của nhà Polo by Ralph Lauren. Mã sản phẩm là A267, chiều dài là 65 và sau là 72, ngang là 48 và vai là 43 cm. Cũng là sản phẩm áo size M này, cho các bác chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 60 đến 65 kg có thể đưa cho em này. Cái tông màu xanh này mặc cũng rất là đẹp luôn, cũng rất là nổi bật để các bác có thể sử dụng trong cái thời tiết nắng nóng này. Mã sản phẩm là A267, độ mới rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này cũng là một con áo rất là đẹp. Với cái phần line áo thì sẽ là thiết kế bo lại một chút để là các bác mặc lên nó có cái độ gọn gàng. Và cái phần cổ áo của mình thì sẽ là thiết kế có khóa kéo rất là thuận tiện để cho các bác chúng ta sử dụng. Mã A268, chiều dài là 64, ngang là 55 và vai là 48 cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là size MO cho các bác xung quanh khoảng 60 đến 65 kg có thể lựa chọn. Mà đằng sau thì thiết kế trơn đơn giản, quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Thông số thì nhà sành Doxy đã ghim lại cái bên tay trái màn hình rồi. Các bác nào chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Doxy. Em này sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Và vâng, cảm ơn quý chị chúng ta theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Nhà sành Doxy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà sành Doxy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Doxy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.